Rồi, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm diều. Cách làm diều từ vỏ thủy tinh. Đơn giản không? Rất đơn giản. Mà mọi người chuẩn bị một cú vỏ nè. Nhưng mà chỉ xài có thích thôi, chỉ xài có dàn trang thôi. Băng keo nè. Mình có thể dùng băng keo hoặc là mình dùng cơm. Dùng cơm mình để mình dán cũng được. Tự nhiên phải có kéo đi cắt rồi. Rồi, mình có cần phải có cái này là để dùng làm cái xương cho con diều. Thì cái này á, mình do chỗ mình không có này, mình có thể dùng mình làm bằng kẽm cũng được. Kẽm cũng được mà chỗ mình thì không có. Giờ dịch mà đâu có đâu. Nên mình lấy tạm cái này là mình lấy là cọng chổi nha. Cọng chổi này hơi yếu là mình sẽ làm là 4 cây. Chứ được cọng mà cây kẽm á, mình làm bằng kẽm thì chỉ cần là 1 cây thôi, làm 2 cây thôi. 2 cây là đủ rồi. Nha.
Lâu là cái công đoạn này có cái mình chép vô cái bình hình, chép vô cái bình hình mới nhầm. Ráp cái này nữa, mình sẽ làm vừa hai đôi nha bạn, ta che vừa bàn luôn. Rồi giờ mình chỉ cần mình dán cho con diều nữa là xong nha mọi người. Quá đơn giản.
dây. Giờ mình sẽ cột dây. Mình xỏ trên đây một lỗ, xỏ dưới đây một lỗ nha, xỏ hai lỗ nha. Mình cột dây, mình nối dây từ đây lên tới đây. Đây mình cho bằng chỉ nha mọi người. Xong mình sẽ là ra hình dáng con diều như vậy nha. Nè, cái đoạn quan trọng, cái khâu quan trọng là cột dây nè. Mình cột ở đây, tới đây. Đó, mình cột hai sợi dây, hai đoạn dây lên nè, thấy không? Xong mình cột sợi chỉ vô. Sợi chỉ vô, là mình canh cái sợi chỉ này nè. Mình cột vô á. Nó cái vị trí nằm ở khoảng 1/3 từ trên đây như vậy, 1/3 nhiêu đã nằm ở khoảng ngay đây nè nha mọi người nha.